À, hôm nay ngồi nhậu với hai đứa em mà khui cái lon bia này ra nè. Đây, không biết có còn đát, mở mở lên coi quay cái đát cái nghĩa. Có Khoan, rồi để em kiếm cái đám nha. Không không? nhớ Đây, không, hết hồn. cái này là lấy từ trong cái thùng này ra. Đây, mã số gì đây? 10 tháng 1 ngày sản xuất. Tới 21 lần thầy ơi. Giật mình quá. 1 năm. Nhiều. Rồi đây đây là cái lon bia, không thấy quay quay sáng cho thấy, thấy sáng tháng đưa tháng lên tháng mặt rồi. Đưa lên bóng đèn á, đưa lên bóng đèn á. Tới 21 mà nó cháo quá không thấy đường. Đây, sản xuất là 10 tháng 1 mà nãy lúc tới năm 21 không quay giờ ấy. Không, tại mình bất ngờ không thôi được. Mình đâu biết đây khứ còn gót được có chút xíu ở đây. Đây là cái lon bia này nè, cầm lên thấy rất là nhẹ mà ở đây là có đây nhiều người, đây nhiều đây người chứng kiến nghe đó. Gót ga rất là bất ngờ được vô đây bia này. Chết thiệt trời. Đây, lần đầu tiên được luôn á. Lần đầu tiên em biết luôn á. Tiên luôn đó. Nhưng mà gờ lên thấy nó nhẹ. Cầm lên thấy cái lon là nhẹ, khui gan cái ủa không sao mới khui ra thầy gót gót ngược cái nữa. Nó đâu có xì đâu. Đây. Gót ga được vô đây, nếu mà đổ ra. Lạng tới 21 lạng. Mới ở còn 1 năm lận. Ừ, lạ thiệt. Nhưng mà cái lúc thầy gót ganh nó còn ra là cuối cùng là nó không có xì, nếu mà còn ra là không có xì. Ờ nó vẫn xì đàng hoàng nhưng mà sao gót ra được như vậy đây? Vậy là cái máy khi gót nó có sự cố. Là gù. Là gù. Là gù. Nếu như các bạn nào mà phát hiện ra một cái tình trạng như thế này nữa thì kết hợp với cái clip của mình để nói chuyện với công ty bia nghe. Dạ, ngon rồi. Hôm nay là mình quay chơi gì thôi, đó. Lưu lại đây làm kỷ niệm. Nhưng mà có thể hứng hứng đăng YouTube chơi cũng không vừa. Hơi lạ. Bia Lago nửa lon. Còn à, còn cái cặn vẫn sữa bột đàng hoàng nè. Còn bột, còn à, bột chứ nghĩa là nó chưa có ra. Mà mùi vị vẫn còn uống được nghe các bạn. Chứ không phải là mình nói là uống hư, không bị hư. Trong đâu mà có trà gì giống. Không phải trà. Trà. Cái ly này mình bỏ đây nè. Ly mình bỏ đây gần cái lá cây. Nè, lá. Nè thầy uống cũng lưng lưng rồi nhưng mà gót chưa được nhiêu đây với nhiêu đây nè. Gót chút xíu à, mới đổ quang vừa mới đổ tụm 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 thấy ngộ, thấy ngộ. Cái bắt đầu thầy mới lấy cái ly kia gót vô thử. Tên gì? Dạ, tên mến. Học chung với Lành đó em. Nhà nhà cũng có tiệm quay phim chụp hình nữa đó. Áo cưới. Lành thì thôi khó mời lắm, khó mời quý đó, quý lành. Ô, điện lành nữa. Ừ, thử không có đâu, bệnh nè à, điện cho anh lên là bệnh nè, nóng nè, sốt nè, số mũi không rài nghe bệnh không à, à bệnh không. Ê, cách ly nó đi. Vụ này chắc cách ly hai người. Đây là mã số của cái lon bia đó. Không biết cái mã gì không biết, nhưng mà cái lon bia này được khui từ cái thùng này. Đây, con thùng chưa khui luôn. Nghe gần đến đây. Khoảng 4 cây. Mình không biết cái mã số nữa. Bên bên phần 5 hả? Quá chạy xuống Vĩnh Châu luôn. Đây nè. Đó. Vậy là qua cầu gì? Gạch Thang. Qua cầu Gạch Thang. Đúng rồi. Qua hút mấy cái trung tâm cai nghiện luôn. Anh Mến, bữa nào mà có mấy cái xô trọng đi chụp quay cảnh anh Mến. Anh rủ em đi theo cho em. Dạ, tính nói là ngoài này có xô ngoại cảnh rủ ra ngoài này không? Không, tại vì em muốn đi theo để em học cái bên đó. Hay quá, đổi qua đổi lại. Thôi thôi, anh em hỏi anh Mến. Vậy anh em chúng mình đi chung với nhau đi. Đi lại mấy xô trọng em muốn đi thử cho biết. Tại vì nhiều người đó nhầm khi đi xô trọng họ bị gói còn không biết đường sâu quá.